ma pháp thợ săn thần chi truyền thiết màu lam đinh ốc tam nhi tử lý ma pháp thợ săn thần chi truyền thiết màu lam đinh ốc quang nguyên tố sao động nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thánh quang thành là mây ruo đại lục ở bên trên tám đại gia tộc thánh tộc chỗ thành thị thánh tộc thì là chủ tu quan hệ ma pháp ma pháp đám thợ săn bởi vì tổ tiên không thích ánh sáng tộc cái danh xưng này cho nên tự xưng là thánh tộc thánh quang thành cũng là toàn bộ đại lục bên trên số một số hai phồn hoa màu mỡ thành thị bởi vì quan hệ ma pháp cực mạnh chữa trị tính cũng có thể cho người bình thường kéo dài tuổi thọ bởi vậy thánh quang thành tuyệt đối là nhân khẩu nhiều nhất thành thị dưới tình huống bình thường đến ban đêm trong thành ma pháp chiếu sáng trang bị liền hội đóng lại chỉ có phồn hoa nhất quảng trường mới lấy giữ lại dù sao chiếu sáng chỗ tiêu hao ma pháp lực đều là trực tiếp sử dụng linh tinh linh tinh thì là mây ruô đại lục ở bên trên tiền tệ giá rẻ nhất là trắng linh tinh tiếp theo theo thứ tự là lam linh tinh tử linh tinh kim linh tinh giữa bọn chúng theo thứ tự là trăm tiến chế gia đình bình thường thu nhập phần lớn là mỗi tháng 10 cái lam linh tinh tả hữu mà phổ thông ma pháp chiếu sáng trang bị cũng là trực tiếp sử dụng lam linh tinh, bởi vậy có thể thấy được nó tiêu hao lớn cỡ nào. Ngày này là mê trạch lịch năm 526 7 tháng 7 ngày, hoàn toàn như trước đây, toàn bộ phồn hoa ồn ào náo động thánh quang thành vậy tại ban đêm tiến nhập mộng đẹp. Bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời lóe ra cực kỳ mãnh liệt bạch quang, toàn bộ thánh quang thành bị chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng dân chúng nhao nhao vội vàng đi ra khỏi nhà nhìn xem là xảy ra đại sự gì mà chỉ gặp tại cái kia mãnh liệt trong bạch quang ở giữa như ẩn như hiện lại có một cái mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tính hư ảnh phía sau nàng có ba cặp mỹ lệ thiên sứ cánh trên đầu nàng có một cái kim sắc vòng sáng đây là mây ru ô đại lục ở bên trên trong truyền thuyết xí thiên sứ xí thiên sứ là đại biểu cái này thần thánh thống lĩnh tất cả thiên sứ cao dai nhất thiên sứ nàng là như thế thánh khiết, để cho người ta thấy được nàng mỹ lệ lại ở trong lòng thăng không dậy nổi mày may khinh nhờn chi tình, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Tựa như thập phần vui vẻ nhìn xem cả tòa thành thị. Lúc này, tất cả thánh quang thành bên trong dân chúng trong lòng vậy mà không tự giác dâng lên một cỗ cúng bái chi tình, bọn họ nhao nhao tự phát quỳ dạp xuống đất. Vì cái này một phần thần tích dâng lên mình sùng cao nhất kính ý trên bầu trời thiên sứ nữ tính nhếch miệng lên một cái đường cong, cái này khiến nguyên bản liền tuyệt mỹ bộ dáng trở nên càng thêm thấm vào ruột gan. Nàng cũng không có nhìn quỳ dạp trên đất thánh quang thành dân chúng, mà là đưa ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú tại thánh quang trong thánh điện. Phải biết, toàn bộ mây ruo đại lục ở bên trên có thể cùng ám tộc ám ảnh thành nổi danh cũng chỉ có cái này thánh tộc thánh quang thành mà thánh quang thành bên trong trọng yếu nhất liền là cái này thánh quang thánh điện bởi vì nó là toàn bộ thánh tộc tất cả hạch tâm thành viên hiện đang ở địa phương. Đồng thời nó cũng tượng trưng lấy toàn bộ thánh tộc tại mây ruo đại lục không thể lay động địa vị. Trên bầu trời thiên sứ nữ tính hư ảnh chậm rãi giơ tay lên, xa xa hướng thánh quang trong thánh điện điểm một cái, vốn đã sao động không ngừng quang nguyên tố trong khoảnh khắc sôi trào lên tựa như mỗi hô hít một hơi không khí đều có thể thưởng thức được một phần cam điểm. thánh quang thành tất cả dân chúng đều cảm thấy có một cỗ bàng bạc mà lại tinh khiết ánh sáng lực lượng nguyên tố tràn vào thân thể bọn họ bên trong phảng phất thân thể của mình đã khá nhiều vốn đã cao tuổi lão giả vậy cảm thấy mình lập tức về tới lúc tuổi còn trẻ có bệnh hiểm nghèo quấn thân bệnh nhân vậy lập tức khôi phục lại đây cái thiên sứ này nữ tính hư ảnh sau khi làm xong phảng phất rất là vui vẻ xa xa hướng về thánh quang trong thánh điện một cái phương hướng bên trên nhẹ gật đầu sau đó bờ môi nhúc nhích phảng phất tại thuật nói gì đó sau đó nàng lại nhìn chằm chằm thánh quang thánh điện một chút toàn bộ thân thể dần dần trở thành nhạt cuối cùng biến mất tại tĩnh nặc trong bầu trời đêm bất quá liền xem như cái này không trung hư ảnh biến mất cái này sao động quang nguyên tố không ngừng lại y nguyên ba động đến hết sức lợi hại vừa mới hết thảy nói đến chậm chạp kỳ thật toàn bộ quá trình cũng liền hai cái hô hấp công phu đúng lúc này từ thánh quang thành các nơi có mấy chục đạo thân ảnh đằng không mà lên nếu như cái khác các đại gia tộc thấy cảnh này đều hội kinh hô thánh tộc nội tình là phong phú phải biết có thể đạp không mà đứng người, yêu cầu thấp nhất cũng là có thể ngộ ra nguyên tố khống chế kỹ năng vương cấp ma pháp thợ săn. Vương cấp ma pháp thợ săn đã thuộc về toàn bộ ma pháp thợ săn bên trong cao tầng chỗ, bọn họ tinh thần lực đẳng cấp ít nhất đều là level 61, với lại bọn họ đã dung hợp 6 khỏa ma nguyên châu. Mỗi một người bọn hắn đều tuyệt đối có địch nổi vạn người đại quân thực lực khi bọn họ lên không về sau riêng phần mình căn bản không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ bên trên giao lưu mà là giống như sớm có phân công giống như phân biệt đứng thẳng ở các cái phương vị bọn họ thủ thế các có khác biệt trong khoảnh khắc một cỗ vô hình vô sắc kết giới bao phủ toàn bộ thánh quang thành lúc này tại thánh quang thành ngoại bộ kiên quyết không cảm giác được trong thành có bất kỳ khác thường gì vẻn vẹn chiêu này đại lục ở bên trên vậy không có bao nhiêu người có thể thi triển đi ra sau đó cái này mấy chục đạo thân ảnh lại lần nữa trở về tới thánh quang thành các nơi trong đó năm tên thân mặc áo bào trắng người tiến nhập thánh điện chủ điện tầng cao nhất hiển nhiên đây đều là thánh tộc tầng cao nhất trong đó một vị áo bào trắng bên trên mang theo kim sắc mặt trời theo thùa trung niên nhân, rất tự nhiên làm được chủ tọa vị trí bên trên, hắn liền là thánh tộc tộc trưởng Lữ Hoán Tông. Lúc này, hắn vậy bản 10 điểm kiên nghị trên khuôn mặt mang theo cho người ta to lớn hảo cảm ôn hòa hơi cười, bất quá lúc này lại lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Lữ Hoán Tông mở miệng nói ra hôm nay sự tình thật là cảm tạ các vị trưởng lão, cùng phụng thế chân vạc tương trợ, chuyện đột nhiên xảy ra, ta vậy không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Dù sao cái này tại toàn bộ đại lục bên trên vậy là lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này, hoán tông A, người nữ nhi này thật là được trời yêu ái A. Ngồi tại lữ hoán tông bên trái lão giả mở miệng nói thật không nghĩ tới nhân loại chúng ta xuất sinh lại có thể đạt được quang nguyên tố tán thành so đại đa số cao dai ma thú tán thành độ còn cao hơn ta thật cho chúng ta thánh tộc mà cao hứng a từ số ghế bên trên nhìn vị lão giả này địa vị tuyệt đối là gần với tộc trưởng là thánh tộc đại trưởng lão nghe hắn lời nói các vị đang ngồi ở đây trên mặt cũng không nhịn được lưu lộ ra nét mừng bất quá lữ hoán tông lập tức nói tiếp đi đây đúng là chúng ta thánh tộc công việc tốt bất quá vừa mới động tĩnh lớn như vậy đoán chừng cái khác bảy đại gia tộc hẳn là đều có thể bao nhiêu cảm ứng được mặc dù bọn họ không thể chuẩn xác xác thực định có phải hay không chúng ta thánh quang thành bên trong xuất hiện quang nguyên tố sao động nhưng là bọn họ bao nhiêu sẽ có chút hoài nghi đâu đặc biệt là ám tộc những người kia không biết hội chế tạo thứ gì lời đồn đâu hừ bọn họ dám nói cái gì nếu là dám nói lung tung ta liền đánh lên nhà hắn môn đi nói chuyện là ngồi ở bên tay phải của lữ hoán tông một vị tím mái tóc màu đỏ lão giả hắn trên mặt có một đầu cực kỳ rõ ràng vết xeo lữ hoán tông khẽ mỉm cười một cái dù sao vị này đại cung phụng tính tình hắn vẫn là biết đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm bỗng nhiên một cỗ hơi có vẻ thanh âm già nua quanh quẩn tại trong đại điện hôm nay việc này chớ tiết lộ ra ngoài nhân loại chúng ta bên này còn dễ nói nếu để cho ma thú bên kia biết liền hội có chút phiền phức thanh âm này rất rõ ràng hùng hậu nhưng không có mảy may tiết ra ngoài chỉ có cái này đang ngồi năm người có thể nghe thấy Mặc kệ là vừa vặn tính tình nóng nảy lão giả, vẫn là cười ha hả lữ hoán tông, lập tức đều trịnh trọng lên, liếc nhìn nhau, nghĩ đến trong hư không có chút hành lễ, sau đó đều không tại nhiều nói. Ngay lập tức đi làm ra tương ứng an bài. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Ma Pháp thợ săn thần chi truyền thiết màu lam đinh ốc ma Pháp con đường điểm xuất phát thượng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Theo thời gian chuyển rời, chỉ chớp mắt Lý Âm Vũ liền một tuổi. Hắn cùng những hài từ khác khác biệt là, hắn cũng không thường thường khóc giống, mà là thích vô cùng đọc sách, với lại đầu óc hắn 10 điểm thông minh. Khoảng chừng cái này một năm tuổi liền có thể nhận biết một chút chữ viết thường dùng. Lý âm vũ thường xuyên ở tại phụ thân bên người, cầm phụ thân thư tịch đọc, cũng không biết hắn là thật có thể xem hiểu vẫn là vẻn vẹn bắt trước phụ thân động tác mà thôi. Bất quá lý âm vũ bản thân ma pháp thiên phú rất tốt, với lại luôn luôn nghiêm túc như vậy học tập bộ dáng, để lý mục bác cùng vương tĩnh nhan càng ngày càng ưa thích hắn. Toàn bộ mây ruo đại lục ở bên trên, muốn học tập ma pháp đều cần thân thể trưởng thành tới trình độ nhất định mới có thể bởi vì ma pháp trong quá trình sử dụng sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định phụ tải cho nên nhân thể rất là kỳ lạ nếu như thân thể điều kiện không cho phép lời nói như vậy đứa bé này liền căn bản không cảm giác được ma pháp tồn tại bất quá cái này bên trong vậy có ngoại lệ liền là rõ ràng thân thể đạt tới yêu cầu thế nhưng là tinh thần lực lại chậm chạp không cách nào cảm giác ma pháp dạng này cũng sẽ không thể tu luyện Lý Âm Vũ hai người ca ca đối với hắn thái độ rất không đồng nhất dạng, nhị ca Lý Âm chấn thường xuyên tại phụ mẫu không tại thời điểm thường xuyên liền khi dễ cái này hắn, dưới tình huống bình thường. Lý Âm Vũ cũng liền ngay tại lúc này mới hội khóc. Đại ca Lý Âm tự thì hoàn toàn khác biệt, hắn thích vô cùng cùng chiếu cố Lý Âm Vũ. Lý Âm tự so lý Âm Vũ lớn hơn đến tận 8 tuổi, với lại bản thân hắn thiên phú cũng rất tốt, cho nên cũng đã nhận được gia tộc và học viện coi trọng. Phải biết, tại Mây Ruo đại lục ở bên trên, nếu muốn trở thành một tên thực lực cường đại ma pháp thợ săn, như vậy kiên trì bền bỉ tôi luyện chính mình là một loại tất nhiên nếu như một người nương tựa theo mình lúc sinh ra đời đợi đưa qua người thiên phú về sau cũng không cố gắng như vậy người này cũng chỉ có thể tầm thường vô vi cho nên lý âm tự tại học viện đến trường thời điểm ngoại trừ văn hóa khóa bên ngoài càng nhiều còn có thân thể bên trên tôi luyện lý âm tự thường xuyên mang theo lý âm vũ đi ra ngoài chơi với lại có thời gian thời điểm liền nói cho hắn một giảng mình tại bên ngoài kiến thức Mỗi khi lúc này, Lý Âm Vũ đều hội tràn đầy phấn khởi nghe, với lại thường xuyên cùng đại ca nói, chờ hắn trưởng thành, liền cùng ca ca cùng đi ra du lịch đại lục. Thời gian một ngày thiên trôi qua, Lý Âm Vũ dần dần trưởng thành, bởi vì còn chưa tới có thể tu luyện tuổi tác, cho nên hắn thích nhất sự tình liền là đọc sách. Rất nhanh, Lý Mục Bác tàng thư đã bị hắn đọc không sai biệt lắm lý mục bác thường xuyên đối lý âm vũ tiến hành một chút tiểu khảo thí để xác nhận hắn là thật nhớ kỹ trong sách tri thức cho nên lý mục bác vì hắn hướng gia tộc đưa ra xin để lý âm vũ có thể đến ảnh tộc gia tộc tàng thư thất bên trong đi phải biết làm ám tộc hoàng tộc ảnh tộc tàng thư thất tuyệt đối nói lên được chủng loại phong phú nội dung phong phú ở trong đó bao quát nhiều năm qua thu thập ma thú tư liệu, vũ khí tư liệu thậm chí mây ruo đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số đã biết ma pháp cùng minh muốn phương pháp tu luyện. Kinh nghiệm các loại, lý âm vũ phảng phất như là một khối bọt biển, chăm chỉ không ngừng hấp thụ lấy tri thức. Bởi vì hắn ưa thích học tập cái này một ưu điểm, thành gia tộc các trưởng bối giáo dục mình hài tử lúc cọc tiêu, tấm gương, cùng hắn cùng tuổi hài tử khổ cực cũng muốn hăng hái học tập. Dạng này mới có thể đuổi kịp cái này, nhà khác hài tử. Đương nhiên, tại Mây Ruo đại lục hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, mặc dù thích học tập cũng là một cái tốt đẹp phẩm đức, nhưng là nếu như một người không có thực lực cường đại, đó cũng là vô dụng. Phải biết, liền xem như Đỉnh Tiêm học giả, bọn họ bản thân thực lực vậy khá cường đại, bởi vì chỉ có bọn họ đến cảnh giới kia mới có thể tốt hơn nghiên cứu ở trong đó huyền bí mới có thể có được những người khác tôn trọng. Nói cách khác tại Mây Ruo đại lục ở bên trên, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nếu như nói trước đó Lý Âm Vũ cái này còn học tập hài tử khiến người khác tán thưởng lời nói, như vậy tại Lý Âm Vũ đạt tới 3 tuổi thời điểm, hắn cái này nhà khác hài tử. Thực sự trở thành ám tộc tất cả cùng hắn cùng tuổi hài tử ác mộng. Cái này Thiên, Lý Âm Vũ kết thúc một ngày học tập về sau, nhìn xem cái kia bận rộn phụ thân, hào hứng vội vàng hỏi. "Ba ba, coi ta nhắm mắt lại lúc, có thể cảm thấy chung quanh có rất nhiều màu sắc rực rỡ điểm sáng vây quanh ta xoay quanh cái này liền là trong sách nói ma pháp nguyên tố sao?" Lý Mục Bác bản tại xử lý lấy ra tộc sự vật, cũng không có 10 điểm chú ý nghe hài tử nói cái gì, chẳng qua là vô ý thức trả lời nói là cái kia chút liền là các hệ ma pháp nguyên tố, một tên ma pháp thợ săn từ nhỏ vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, đều sẽ có loại cảm giác này. Bất quá mỗi một tên ma pháp thợ săn căn cứ bọn họ thể chất khác biệt, bọn họ đối với trong đó một loại ma pháp nguyên tố phù hợp nhất, nói cách khác tất cả ma pháp thợ săn vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, bọn họ đều cần tướng tướng ứng khác hệ ma pháp nguyên tố thu nạp đến trong cơ thể mình, sau đó tăng cường tự thân tinh thần lực. Dạng này mới có thể làm bọn họ đang sử dụng cái này nhất hệ ma pháp lúc trở nên thuận buồm xuôi gió. Người làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nói xong cái này chút, Lý Mục Bác cảm giác được có chỗ nào không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn tam nhi tử Lý âm vũ, nương tựa theo hắn cái kia cực kỳ cường đại thực lực. Hắn lập tức phát hiện tại Lý âm vũ bên người có rất nhiều ma pháp nguyên tố tại phiêu đẳng, phảng phất những nguyên tố phép thuật này cảm nhận được Lý âm vũ tinh thần lực. Nhận tinh thần lực của hắn hấp dẫn, tự phát hội tụ đến bên cạnh hắn chắc lần này hiện để Lý Mục Bác chợt đứng dậy, hắn vội vàng dùng tinh thần lực kỹ càng dò xét một phen, sau đó kích động nói với Lý Âm Vũ. Nhi tử, ngươi có phải hay không cảm nhận được chung quanh ma pháp nguyên tố tồn tại? Lý âm vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, bởi vì hắn đang đi học quá trình bên trong đã cơ bản hiểu rõ cái này ma pháp nguyên tố tồn tại, chỉ bất quá hắn còn không thể hoàn toàn khẳng định cho nên hôm nay hắn mới đem loại cảm giác này hướng cha mình tuân hỏi ra. Lý Mục Bác đạt được Lý Âm Vũ xác nhận, trên mặt hắn trong nháy mắt che kín vẻ mừng như điên. Phải biết, tại ba tuổi cái tuổi này liền có thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố tồn tại, tại toàn bộ mây ruo đại lục ở bên trên đều là có thể xưng yêu nghiệt tồn tại. Lý Mục Bác nhớ đến giống như trước đó còn không có nhỏ như vậy liền có thể bắt đầu tu luyện ma pháp thợ săn xuất hiện qua mặc dù thiên phú không thể đại biểu hết thảy, chẳng qua nếu như lý âm vũ tức có rất mạnh ma pháp thiên phú tu luyện đồng thời, còn có thể có được tốt nhất giáo dục cùng nỗ lực khắc khổ nhất cố gắng. Như vậy Lý Âm Vũ sau này tuyệt đối có thể đứng tại toàn bộ mây ruo đại lục đỉnh cao nhất, trở thành đứng tại đỉnh phong cường đại ma Pháp Thợ San. Đương nhiên, nếu như hắn biết hắn đối thủ cũ lữ hoán tông nữ nhi từ xuất sinh cái kia thiên liền đạt được quang nguyên tố độ cao tán thành có lẽ nhìn thấy tam nhi tử lý âm vũ hiện nay thiên phú chỉ có thể cảm thấy mình ám tộc cuối cùng là lật về một ván. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lý Mục Bác hiện tại cũng không biết cái này chút với lại liền xem như hắn biết. Như vậy vậy không không nhận được Lý âm vũ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài cấp nhân vật. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn ma pháp thợ săn thần chi truyền thiết màu lam đinh ốc ma pháp con đường điểm xuất phát hạ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com lý mục bác cao hứng phi thường hắn cười đối tam nhi tử lý âm vũ nói ra nhi tử ngươi không hổ là ba ba hảo nhi tử hiện tại ba ba thật là ngóng trông ngươi có thể nhanh lên lớn lên nha người phải biết ba ba khi còn bé tại bốn tuổi có thể bắt đầu tu luyện cái này đã để ra ra ngươi rất cao hứng ngươi thật thiên phú thật sự là quá tốt nhưng là ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ một người vô luận thiên phú cao bao nhiêu cũng không thể từ theo không kịp quyết định hắn sau này thành tựu thiên phú cao thấp vẻn vẹn quyết định hắn điểm xuất phát còn cao hơn người khác nếu như ngươi hậu thiên không đủ cố gắng lời nói như vậy về sau vậy hội miệng ăn núi lở cho nên, từ hôm nay trở đi ba ba sẽ bắt đầu hảo hảo dạy bảo ngươi, để ngươi có thể thủy chung đi tại người khác phía trước. Đầu tiên, ta vẫn là trước kể cho ngươi giảng kiến thức căn bản A. Chúng ta mây ruo đại lục giống loài rất nhiều, có thể tu luyện ma pháp vậy rất nhiều, nhân loại chúng ta chỉ là một cái trong số đó bất quá toàn bộ đại lục ở bên trên còn có rất nhiều nhân loại không cách nào học tập ma pháp, bởi vì muốn tu luyện ma pháp, đầu tiên nếu có thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố tồn tại. Tiếp theo là thân thể cùng tinh thần lực còn muốn đủ để chịu được dung hợp nguyên tố lúc trùng kích. Cuối cùng còn cần thân thể cùng tinh thần lực cùng tu luyện nguyên tố loại hình có đầy đủ độ phù hợp. Chính là bởi vì những điều kiện này, toàn bộ đại lục bên trên có thể chân chính tu luyện ma pháp người cũng liền chỉ có 5% tả hữu, cho nên. Chúng ta ma pháp thợ săn vẫn là một cái rất cao quý nghề nghiệp. Chỉ cần có thể trở thành cho dù là một tên chuẩn ma pháp thợ săn, như vậy tại rất nhiều trong công việc liền muốn so với người bình thường cường đại hơn nhiều chúng ta sở dĩ được xưng là ma pháp thợ săn, là bởi vì khi chúng ta tu luyện tiến vào một cái bình cảnh về sau, liền cần săn giết ma thú dung hợp bọn chúng ma nguyên châu tới để cao mình thực lực. Những kiến thức này mặc dù lý âm vũ cũng đều biết, bất quá đọc sách thời điểm đọc lướt qua nội dung muốn pha tạp phức tạp được nhiều, dù sao hiện tại hắn mới 3 năm tuổi cho nên rất nhiều tri thức còn không có hình thành hệ thống lý mục bác cho hắn như thế truyền thụ kiến thức căn bản cũng có thể để hắn càng tiện đem hơn nắm giữ tri thức hình thành hệ thống lý mục bác nhìn một chút lý âm vũ sau đó nói tiếp đi chúng ta ma pháp thợ săn từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm chuẩn ma pháp thợ săn thực tập ma pháp thợ săn bạch tinh ma pháp thợ săn lam tinh ma pháp thợ săn tử tinh ma pháp thợ săn Kim tinh ma pháp thợ săn, vương cấp ma pháp thợ săn, hoàng cấp ma pháp thợ săn cùng đế cấp ma pháp thợ săn cái này 9 cấp bậc. Mỗi cấp bậc đối ứng 10 cấp tinh thần lực chênh lệch đẳng cấp, nói cách khác tinh thần lực đẳng cấp 1 đến level 10 làm chuẩn ma pháp thợ săn, 11 đến level 20 vì thực tập pháp thợ săn cứ thế mà suy ra. Ma pháp thợ săn cái này chín cấp bậc bên trong chuẩn thực tập cùng bạch tinh cái này ba đẳng cấp gọi chung là đê giai ma pháp thợ săn lam tinh tử tinh kim tinh cái này ba đẳng cấp gọi chung là trung giai ma pháp thợ săn vương hoàng đế cái này ba đẳng cấp gọi chung là cao giai ma pháp thợ săn sở dĩ như thế điểm giai là cùng dung hợp ma nguyên châu có quan hệ cái này ngươi về sau tại dung hợp ma nguyên châu thời điểm ta hội kỹ càng cùng ngươi nói bởi vì ngươi là chúng ta ảnh tộc hài tử, cho nên từ gen nhìn lại, hẳn là có rất lớn tỷ lệ là di truyền chúng ta ảnh tộc thích hợp với tu luyện ám hệ ma pháp cái này thể chất. Bởi vậy, tại về sau minh tưởng quá trình bên trong ngươi cũng chỉ có thể đơn thuần hấp thu ám hệ ma pháp nguyên tố. Minh tưởng chính là chúng ta ma pháp thợ săn tăng lên tinh thần lực đẳng cấp chính yếu nhất thủ đoạn, minh tưởng có rất nhiều loại phương pháp, minh tưởng hiệu suất vậy khác nhau rất lớn cho nên tại chúng ta ảnh tộc cái này đại gia tộc bên trong, người thân là nhi tử ta, tự nhiên có quyền học tập ảnh tộc cao cấp nhất minh tưởng chi pháp, cái kia chính là ám ảnh quy nguyên thu nạp pháp. Loại này minh tưởng chi pháp cũng là đương kim mây ruo đại lục ở bên trên cao cấp nhất minh tưởng chi pháp thứ nhất, với lại chỉ thích hợp với tu luyện chúng ta ảnh tộc ma pháp ma pháp thợ săn bất quá, mặc kệ là loại kia minh tưởng chi pháp, bọn chúng điểm xuất phát đều là đồng dạng, cái kia chính là bằng vào ngươi cảm giác, đem chung quanh ám hệ ma pháp nguyên tố tìm tới. Sau đó thông qua mình tinh thần lực thu nạp đến trong thân thể, dạng này mới có thể tăng cường mình tinh thần lực đẳng cấp, đề cao tinh thần lực số lượng dự trữ tiếp xuống ta đem ám ảnh quy nguyên thu nạp pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi mấy ngày nay học tập cho giỏi, sau đó liền có thể thử nghiệm bắt đầu luyện tập. Tiếp theo, Lý Mục Bác đem ám ảnh quy nguyên thu nạp pháp giao cho Lý Âm Vũ, bất quá Lý Mục Bác không biết là, bởi vì Lý Âm Vũ có thể tiến vào toàn bộ ảnh tộc tàng thư thất. Cho nên cái này minh tưởng chi pháp hắn sớm liền thấy qua, cái này minh tưởng chi pháp mặc dù rất cao cấp thế nhưng là nếu như sau này không học tập ảnh tộc đặc thù ma pháp lời nói, như vậy cái này minh tưởng chi pháp cũng là vô dụng. Huống hồ ảnh tộc tàng thư thất vậy không phải là cái gì người đều có thể tiến vào, cho nên Lý Âm Vũ lúc này mới có thể sớm tiếp xúc đến. Bất quá bởi vì hắn tuổi tác quá nhỏ, nếu như không có Lý Mục Bác hôm nay giải thích cho hắn lời nói, chính hắn rất khó nắm giữ tinh túy trong đó chỗ, vậy đúng là có Lý Mục Bác giảng giải. Này mới khiến Lý âm vũ rất nhanh liền nắm giữ cái này ám ảnh quy nguyên thu nạp pháp. Lý Mục Bác dạy xong Lý âm vũ về sau, liền để chính hắn luyện tập bất quá không đợi lý mục bác tiến vào trạng thái làm việc liền phát hiện lý âm vũ chung quanh đã xuất hiện ám nguyên tố ba động xuất hiện lý âm vũ lúc này cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì hắn căn cứ ám ảnh quy nguyên thu nạp pháp phương thức vận truyền đem chung quanh ám hệ ma pháp nguyên tố thu nạp đến mình ngay trong thức hải thức hải liền là một tên ma pháp thợ săn toàn bộ tinh thần lực chỗ cũng là một tên ma pháp thợ săn trọng yếu nhất bộ điểm Lý Âm Vũ có thể cảm giác được cái này ám hệ ma pháp nguyên tố giống như cùng hắn phi thường thân thiết, rất nhanh liền dung nhập vào mình ngay trong thức hải. Sau đó hắn có thể cảm giác được mình tinh thần lực hơi lớn mạnh một điểm. Rất nhanh Lý Âm Vũ liền đắm chìm trong đó, nơi này là ám ảnh thánh điện, chung quanh ám hệ ma pháp nguyên tố bản thân liền phi thường nồng đậm, cho nên đi qua Lý Âm Vũ dẫn đạo cái này chút ám hệ ma pháp nguyên tố nhanh chóng hướng hắn thức hải vọt tới lý mục bác dùng tinh thần lực một mực tập trung vào con trai mình trong lòng của hắn tràn đầy khẩn trương bởi vì hắn biết tất cả ma pháp thợ săn tại lần thứ nhất tiến vào minh tưởng trạng thái thời điểm đều là trọng yếu nhất một khi không cẩn thận khả năng sẽ để cho thức hải lưu lại không thể đền bù thương thế vậy cũng sẽ đối với sau này tu luyện tạo thành phi thường lớn phiền phức bất quá đồng thời lý mục bác vậy phi thường kinh ngạc không nghĩ tới chính mình cái này năm gần ba tuổi nhi tử ngộ tính vậy cao như thế nhanh như vậy liền đã thuận lợi tiến vào minh tưởng trạng thái bên trong đại khái chừng một giờ chung quanh ám hệ ma pháp nguyên tố rốt cục đình chỉ lưu động lý âm vũ chậm rãi mở hai mắt ra hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đã phát sinh biến hóa thức hải bên trong vậy tràn đầy rất nhiều Lý âm vũ lập tức mở nhịp tim lên, nói với Lý Mục Bác. Ba ba, ta nắm giữ minh tưởng phương pháp, ta cũng có thể giống các ca ca đồng dạng, ta phải cố gắng tu luyện, sớm ngày cùng đại ca bơi trung lịch đại lục. Lý Mục Bác lúc này tâm tình thật tốt, bởi vì thường thường lần thứ nhất minh tưởng có thể nhất nhìn ra một người ma pháp phương diện thiên phú, hắn có thể chuẩn xác cảm thấy chính mình cái này tam nhi từ tinh thần lực đẳng cấp lại nhưng đã đề cao đến level 9, nói cách khác lại đề cao hai cấp liền có thể bước vào thực tập ma pháp thợ săn cấp độ. Đương nhiên, về sau muốn muốn tăng lên liền cần không ngừng minh tưởng cùng trên thân thể rèn luyện, bất quá lý mục bác tin tưởng mình tam nhi từ tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh chóng. Lý mục bác nói với lý âm vũ người bây giờ tinh thần lực đẳng cấp đã đạt tới level 9, vẻn vẹn vẫn là thuộc về chuẩn ma pháp thợ săn hàng ngũ, level 11 mới có thể trở thành thực tập ma pháp thợ săn, về sau còn có bạch tinh cấp. Lam tinh cấp, tử tinh cấp, kim tinh cấp thậm chí là đằng sau vương cấp, hoàng cấp, đế cấp mà sau này đường còn cực kỳ dài, như vậy từ hôm nay trở đi ba ba liền bắt đầu dạy ngươi một chút cơ bản nhất ám ma pháp A, à. xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, ma pháp thợ săn thần chi truyền thiết màu lam đinh ốc học tập ma pháp. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, Lý Mục Bác tiếp lấy cho Lý âm vũ giảng thuật ma pháp huyền bí trước mắt tại nhân loại chúng ta nắm giữ trong ma pháp mỗi một hệ ma pháp có rất nhiều nói ít vậy có một trăm loại điểm này ta đoán chừng ngươi trong sách khẳng định thấy qua nhưng là dưới tình huống bình thường một tên ma pháp thợ săn tại có thể học tập mỗi một cái cấp bậc ma pháp lúc chỉ học tập một hai loại thậm chí khả năng một loại vậy không hội học người biết đây là tại sao không lý mục bác hỏi lý âm vũ mặc dù nhìn rất nhiều sách nhưng là dù sao tuổi tác còn nhỏ loại vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới lý mục bác nói tiếp đi đó là bởi vì một người tinh lực có hạn cho dù ngươi thiên phú lại cao hơn cũng căn bản không có nhiều như vậy tinh lực đi học tập nhiều như vậy loại ma pháp trừ phi đã là tinh thần lực đẳng cấp tăng lên vô vọng mới biết dùng càng nhiều thời gian đi nghiên cứu càng nhiều ma pháp nghe được lý mục bác nói như vậy lý âm vũ vẫn là rất không hiểu lý mục bác nói tiếp đi mặc dù nhân loại chúng ta sử dụng ma pháp đã có rất dài một đoạn lịch sử nhưng là ma pháp thâm ảo còn xa xa không phải chúng ta nhân loại đủ khả năng hoàn toàn ngộ ra học tập ma pháp không chỉ có chỉ là học hội liền có thể ngươi tại có thể miễn cưỡng sử dụng đến tinh thông thậm chí là khống chế một cái ma pháp ở giữa cùng một cái ma pháp uy lực vậy đem ngày đêm khác biệt ta làm cho ngươi ví dụ tử để ngươi xem một chút nói xong lý mục bác trong tay phóng xuất ra một cái ám hệ level một ma pháp ám nguyên đao Cây đao này mặc dù là từ thuần ám nguyên tố cấu thành, nhưng nếu như vẻn vẹn bằng vào mắt thường nhìn lại lời nói, thanh này ám nguyên đao vậy mà còn như thực thể đồng dạng. Thậm chí ngươi có thể nhìn thấy trên lưỡi đao lóe ra vô tận sắc bén, cho người ta đã chí mạng uy hiếp. Lý Âm Vũ nhìn xem trong tay phụ thân ám nguyên đao, tâm bên trong học tập ma pháp khát vọng trong nháy mắt tăng lên. Lý Mục Bác nhìn xem nhi tử ánh mắt, nói tiếp đi cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường nhất level một ma pháp nhưng là trên tay ta vậy đồng dạng đủ để chém giết đồng dạng chung dai ma pháp thợ săn như vậy đây chính là một cái ma pháp cực hạn a đương nhiên không lý mục bác lần nữa ngưng thần đi thôi động cái này ám nguyên đao chỉ gặp vốn nên xuất hiện tại trên bàn tay ám nguyên đao biến mất Lúc xuất hiện lần nữa đợi vậy mà bám vào tại tay phải hắn cẳng tay cạnh ngoài, ám nguyên đao trở nên mỏng hơn, dài hơn, sắc bén hơn, tựa như nó khí tức liền có thể cắt chém người linh hồn đồng dạng. Lần này, Lý Âm Vũ hoàn toàn bị một màn này hấp dẫn, trong lòng khát vọng tăng lên tới cực hạn. Lý Mục Bác nói tiếp đi từ trên lý luận đến xem, một cái ma pháp tại ngươi không thay đổi nó cơ bản nhất công dụng tình huống dưới, một cái level một ma pháp, đồng dạng có thể đạt tới level 9 ma pháp uy lực. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, kỳ thật bình thường tới nói bằng vào chúng ta đối ma pháp lý giải trình độ, là không thể nào đạt tới. Bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là ngươi càng thêm thuần thục nắm giữ một cái ma pháp, nó đem mang cho ngươi tới càng nhiều kinh hỉ ta muốn nói cho ngươi là tại chúng ta ma pháp thợ săn trong tu luyện phải tránh ham hố ma pháp thật sự là quá bác đại tinh thâm nghe phụ thân cái này một lời nói lý âm vũ hoàn toàn từ vừa mới bởi vì mình thiên phú rất cao loại kia kiêu ngạo bên trong thanh tỉnh lại đây đúng vậy a à. mình tại ma pháp trên đường cũng mới vẻn vẹn, vẹn vừa mới lên đường mà thôi lý âm vũ trịnh trọng đối phụ thân nói ba ba ta hiểu được ta nhất định dụng tâm học tập ma pháp để mỗi một cái ma pháp có thể vật tận kỳ dụng lý mục bác vui mừng nhẹ gật đầu hắn liền sợ mình tam nhi tử kiêu ngạo bởi vì hắn nhị nhi tử lý âm chấn nguyên bản thiên phú cũng rất tốt cũng bởi vì nó tự cao tự đại đến nay ma pháp con đường tu luyện đi thẳng rất không thuận lý mục bác nói Ta nói tới các cấp bậc ma pháp đã là vô số tiền nhân căn cứ sử dụng ma pháp kinh nghiệm tổng kết quy nạp đi ra, những ma pháp này bởi vì trình độ phức tạp khác biệt. Chỉ cần ngươi luyện hội tương ứng đẳng cấp ma pháp, như vậy ma pháp này liền có thể phát huy ra cái kia cấp bậc uy lực. Đây không thể nghi ngờ là cho hậu nhân tại tu luyện ma pháp thời điểm bớt đi rất nhiều thời gian, bất quá tại tất cả trong ma pháp có một loại ma pháp lại là còn có trường hợp đặc biệt cái kia chính là tự sáng tạo ma pháp cái gọi là tự sáng tạo ma pháp liền là như là tiền nhân tổng kết quy nạp đồng dạng thông qua mình đối ma pháp cảm ngộ sáng tạo ra thuộc về mình đặc thù ma pháp loại ma pháp này bình thường tình huống hội theo ngươi đẳng cấp càng ngày càng cao mà trở nên càng ngày càng cường đại chính là bởi vì là chính ngươi sáng tạo cho nên ngươi hoàn toàn nắm giữ ma pháp này toàn bộ huyền bí dạng này ngươi cũng biết hẳn là từ phương diện nào đi tăng cường cũng tỉ như chúng ta ảnh tộc truyền thừa ám ảnh bảy thức ma pháp ma pháp này liền là lúc trước ảnh tộc tổ tiên căn cứ ám ảnh sói sử dụng ma pháp làm cơ sở cảm ngộ sáng tạo ra tới về sau tại năm nào bước sau khi hắn đem hắn tất cả cảm ngộ đều phân giải ra đến biến thành bây giờ tiến hành theo chất lượng bảy thức ma pháp tại trong thế giới ma pháp này chủng loại hình ma pháp còn có rất nhiều bằng vào ngươi thiên phú ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể sáng tạo thuộc về mình ma pháp cho nên tại ma pháp tu luyện đang đi đường là vô bờ bến lý âm vũ cái hiểu cái không hắn hiện tại liền ngay cả cơ bản nhất một cái ma pháp còn cũng chưa từng nắm giữ chớ nói chi là tự sáng tạo ma pháp nhưng là lý mục bác lời nói hắn thật sâu ghi tạc trong lòng hắn khát nhìn lấy mình có thể có tự sáng tạo ma pháp cái kia một ngày lý mục bác tựa hồ cảm giác được mình khả năng nói nhiều rồi giọng nói vừa chuyển nói tiếp hảo nhi tử ngươi thiên phú vô cùng tốt nếu như lại cố gắng tu luyện lời nói vậy ngươi về sau tất đem vượt qua ba ba thành tựu ta lại nói cho ngươi nói ma pháp học tập đi mỗi một loại ma pháp kỳ thật đều là một loại nào đó ma pháp nguyên tố kết hợp tự thân cùng bên ngoài hoàn cảnh tình huống hình thành đặc biệt tuần hoàn phương pháp nói thí dụ như cái này ám nguyên đau liền cần ngươi tại thức hải bên trong trước tư tưởng ra nó cơ bản bộ dáng sau đó ngươi cần thông qua sử dụng ngươi tinh thần lực dẫn đạo trong cơ thể ám nguyên tố dựa theo ám nguyên đau ma pháp cần thiết ma pháp tuần hoàn vận truyền cuối cùng đem cái này một tuần hoàn phóng ra đến bên ngoài cơ thể. Cho nên nói, tinh thần lực cùng đối ma pháp lý giải là sử dụng một cái ma pháp thiếu một thứ cũng không được điều kiện cơ bản, đây cũng chính là vì cái gì ngươi tinh thần lực đẳng cấp không đủ lúc. Là không thể sử dụng đẳng cấp cao ma pháp nguyên nhân, tiếp theo, Lý Mục Bác liền đem ám nguyên đao ma pháp tuần hoàn phương thức dậy cho Lý âm vũ từ cái này một ngày bắt đầu lý âm vũ sinh hoạt trở nên càng thêm phong phú mỗi ngày liền đang đọc sách học tập minh tưởng cùng học tập trong ma pháp vượt qua mặc dù sinh hoạt trong mắt người ngoài đơn điệu một chút nhưng lý âm vũ lại thích thú bởi vì trong lòng hắn trở thành một tên cường giả đến đại lục các nơi săn giết ma thú cái này mới là hắn mộng tưởng lý mục bác đang không ngừng bồi dưỡng lý âm vũ quá trình bên trong phát hiện lý âm vũ đối ma pháp ngộ tính xác thực rất cao cho nên hắn phá lệ sớm chuẩn bị cho lý âm vũ một cái chữ vật giới chỉ sau đó đem ảnh tộc trọng yếu nhất ma pháp ám ảnh bảy thức phương pháp tu luyện cùng một chút kinh nghiệm tâm đắc tất cả đều biên soạn thành sách chứa đựng tại lý âm vũ cái viên kia chữ vật trong giới chỉ loại phương pháp này tại rất nhiều đại gia tộc bên trong đều sẽ như thế làm, bởi vì sau này theo gia tộc dòng chính con cái tuổi tác tăng trưởng, bọn họ tất đem đến đại lục các nơi du lịch tôi luyện. Không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều ở tại phụ mẫu bên người, cho nên loại gia tộc này truyền thừa ma pháp cũng liền trước thời gian giao phó cho bọn họ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn.